chúng ta rời bạn hữu, chúng ta rời mọi người. Nhưng hãy nhớ một điều, đó là hãy cho linh hồn của chúng ta mãi luôn cần Ngài. Amen. Bây giờ tôi xin hát trước một lần, và sau đó tôi sẽ tập cho hội thánh của Chúa. Thần linh Chúa ngự trên con, và đầy dây trong tâm linh con giờ này. Chúa ơi, Ngài như dòng suối làm con đã khám, giữa những khó nguy thử thân đang bùa vây con. Linh hồn con mãi luôn cần Ngài, linh hồn con đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh, đấng hằng yên ủi con, mọi toàn năng Ngài ban cho con vượt qua khói những khó nguy trong cuộc đời. Lòng con cay trong thần linh quyền năng, xin Ngài hãy đến sức dầu mới trên con. Lòng con cay trong thần linh quyền năng, xin Ngài hãy đến đổ phước thiên trong lòng này. Amen. Bài không khó hát, dễ hát, và trải lòng của chúng ta ở lời của bài hát này. Và bây giờ chúng ta sẵn sàng tập hát. Thần linh Chúa ngự trên con, và đầy dây trong tâm linh con giờ này. Chúa ơi, chúng ta hát lại hai câu đó nha. Thần linh Chúa ngự trên con, và đầy dây trong tâm linh con giờ này. Chúa ơi, ta hát tiếp ha. Ngài như dòng suối làm con đã khám, giữa những khó nguy thử thách đang bùa vây con. Ngài như dòng suối làm con đã khát, làm con đã khát, giữa những khó nguy thử thách đang bùa vây con. Ta hát lại bốn câu đầu nha. Thần linh Chúa ngự trên con, và đầy dây trong tâm linh con giờ này. Chúa ơi, Ngài như dòng suối làm con đã khám, giữa những khó nguy thử thách đang bùa vây con. Linh hồn con mãi luôn cần Ngài, phải Chúa ơi, linh hồn con đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh, đấng hằng yên ủi con. Ta hát ba câu đó nha. Linh hồn con mãi luôn cần Ngài, linh hồn con đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh, đấng hằng yên ủi con. Linh hồn con, linh hồn con mãi luôn cần Ngài, linh hồn con đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh, đấng hằng yên ủi con. Hát lại từ đầu nha. Thần linh Chúa ngự trên con, và đầy dây trong tâm linh con giờ này.
Chúa ơi, Ngài như dòng suối, Ngài như dòng suối, làm con đã khá, làm con đã khá. Giữa những khó nguy thử thách đang bùa vây con, linh hồn con mãi luôn cần Ngài. Linh hồn con đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh, đấng hằng yên ủi con. Amen. Chúng ta hát được rồi đúng không ạ? Chúng ta để ý lời bài hát này, cái phiên khúc á, linh hồn xin lỗi thần linh Chúa ngự trên con, và đầy dẫy như là cái lời cầu nguyện, lời cảm ơn Chúa Thánh Linh. Amen. Ngài như dòng suối làm con đã khác. Giữa những khó nguy, chúng ta phải xác định được một điều, đi theo Chúa là sẽ có rất nhiều khó khăn, sẽ có nhiều thử thách. Amen. Nhưng đến ba câu linh hồn con là cao trào. Chúng ta phải hát để cho Chúa thấy rằng chúng ta cần Chúa. Amen. Linh hồn con mãi luôn cần Ngài. Không một giây, một phút nào sự sống này cần hơi thở. Không có ai thở một ngày và nhịn thở một tháng, đúng không? Chúng ta thở từng giây, từng phút. Ta cần Chúa mức độ như vậy. Và vua David đã nói trong Thi Thiên 25 câu số 1 rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Chúng ta hát lại cái phần ta vừa tập xong. Amen. Chúng ta sẵn lòng chưa ạ? Thần linh Chúa ngự trên con, và đầy dây trong tâm linh con. Giờ này Chúa ơi, Ngài như dòng suối làm con đã khác, làm con đã khám. Giữa những khó nguy thử thách đang bùa vây con, linh hồn con, linh hồn con mãi luôn cần Ngài. Linh hồn con, linh hồn con đang hướng về Ngài, đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh, đấng hằng yên ủi con. Hát tiếp nha. Nhờ sức toàn năng Ngài ban cho con vượt qua khói những khó nguy trong cuộc đời. Amen. Nhờ sức toàn năng, nhờ sức toàn năng Ngài ban cho con vượt qua khói những khó nguy trong cuộc đời. Đó là chúng ta hát lần thứ nhất. Đến cái câu nhờ sức toàn năng và con vượt qua khỏi những khó nguy trong cuộc đời. Sau đó chúng ta hát lại thần linh ngự trên con, đến đấng yên ủi con. Và chúng ta sẽ hát cái phần 4 câu cuối, giống như 2 câu đầu thôi. Chúng ta hát lại nhờ sức toàn năng nha. Nhờ sức toàn năng Ngài ban cho con vượt qua khói những khó nguy trong cuộc đời. Thần linh Chúa ngự trên con, và đầy dẫy trong tơ linh con. Giờ này Chúa ơi, phải Chúa ơi, Ngài như dòng suối làm con đã khác. Giữa những khó nguy thử thách đang bùa vây con, linh hồn con mãi luôn cần Ngài. Linh hồn con đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh, đấng hằng yên ủi con. Hát 4 câu sau nha. Lòng con cậy trông thần linh quyền năng, xin Ngài hãy đến sức dầu mới trên con. Lòng con cậy trông
thần linh quyền năng, xin Ngài hãy đến đổ phước thiên trong lòng này. Amen. Amen. Chúng ta hát với một lời công bố lòng của chúng con cậy trong thánh linh quyền năng, và xin Ngài hãy đến sức dầu mới trên con. David ông ta nói rằng là tôi vui mừng vì được sức bằng dầu mới. Trong kỳ đại hội này chắc chắn chúng ta đã được sức dầu từ thánh linh của Chúa, nhưng có thể một tuần sau sự sức dầu đó bắt đầu yếu dần bởi vì đời sống của chúng ta không trông cậy Chúa. Amen. Không trông đợi Chúa, linh hồn của chúng ta không thèm khát Ngài nữa. Cho chúng ta hãy hát như một lời công bố. Amen. Chúng ta cùng nhau đồng đứng lên. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Nguyện lời bài hát như là lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện, thầm nguyện với Chúa. Hãy dâng một ngày mới trong tay của Ngài. Hãy dâng giờ tĩnh nguyện của ngày cuối trong kỳ đại hội phục hưng 2017 này trong tay của thánh linh Chúa. Chúng ta tiếp tục nói với Chúa rằng linh hồn con mãi luôn cần Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì thần linh của Chúa ngự trên chúng ta và đầy dẫy trong chính mỗi một chúng ta, trong cái giây phút nào, bất cứ chỗ nào chúng ta cần Chúa thờ phượng Ngài. Và Ngài là Ngài như dòng suối, và chính dòng suối đó như nước sự sống văng ra từ chúng ta cho đến đời đời, lạp đà khát linh hồn của chúng ta. Nếu ta gặp thử thách, gặp khó khăn thì thánh linh của Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta. Phải nói với Chúa rằng linh hồn con mãi luôn cần Ngài, linh hồn con đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh, ngoài Ngài ra không ai yên ủi con, ngoài Ngài ra không ai nâng đỡ con, ngoài Ngài ra không ai sẽ là sức mạnh cho con cả. Và Chúa Thánh Linh, có lòng con cậy trong Ngài, lòng con cậy trong Chúa mỗi ngày Chúa ơi. Lòng của con cậy trong, cậy nhờ Ngài, trong cậy Ngài mỗi ngày Chúa ơi. Như hơi thở cần cho sự sống đầy từng giây từng phút thế nào, thì Chúa Thánh Linh ơi, xin cho con nói với Ngài rằng chúng con cần Chúa cũng như vậy đó. Xin hãy đến sức dầu mới cho chúng con Chúa ơi. Xin hãy đến và đổ phước thiên trong lòng mỗi một chúng con Chúa ơi. Thần linh Chúa ngự trên con và đầy dẫy trong tâm linh con giờ này. Chúa ơi, Ngài như dòng suối, Ngài như dòng suối làm con đã khát, làm con đã khát. Giữa những không nguy thử thách đang buồn vậy con, linh hồn con mãi luôn cần Ngài, mãi luôn cần Ngài. Linh hồn con đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh, đấng hằng yên ủi con, nhờ xưng toàn năng. Amen. Cho con vượt qua khói như con quỷ trong cuộc đời. Thần linh Chúa ngự trên con và đầy dẫy trong tâm linh con giờ này. Chúa ơi, Ngài như dòng suối làm con đã khát, làm con đã khát. Giữa những không nguy thử thách đang buồn vậy con, linh hồn con
thường mãi luôn có Ngài, mãi luôn có Ngài, phải Chúa linh hồn con đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh đấng hằng yên ủi con, lòng con cay trâu, lòng con cay trâu, thần linh quyền năng xin Ngài hãy đi sức dầu mới trên con, lòng con cay trâu. Amen. Thần linh quyền năng xin Ngài hãy đi đổ phước thiền trong lòng này. Thần linh Chúa ngự trên con, ngự trên con và đầy dẫy, và đầy dẫy trong thần linh con giờ này. Chúa ơi, Ngài như dòng suối, Ngài như dòng suối làm con đã khám. Giữa những khó nguy thử thách đang buồn vậy con, linh hồn con, linh hồn con mãi luôn cần Ngài, mãi luôn cần Ngài, phải thưa linh ơi, linh hồn con đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh đấng hằng yên ủi con, nhờ sức toàn năng, nhờ sức toàn năng Ngài ban cho con, Ngài ban cho con vượt qua khói những khó nguy trong cuộc đời. Thần linh Chúa, thần linh Chúa ngự trên con và đầy dây trong thờ linh con giờ này. Chúa ơi, Ngài như dòng suối làm con đã khá. Giữa những khó nguy thử thách đang buồn vậy con, linh hồn con, linh hồn con thác giúp lời công bố, mãi luôn cần Ngài. Amen, amen. Linh hồn con đang hướng về Ngài, đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh đấng hằng yên ủi con, lòng con cay trong, thần linh quyền năng xin Ngài hãy đi sức dầu mới trên con, lòng con cay trong. Amen. Thần linh quyền năng xin Ngài hãy đi đổ phước thiền trong lòng này, lòng con cay trong, lòng con cay trong. Thần linh quyền năng, thần linh quyền năng xin Ngài hãy đến sức dầu mới trên con, lòng con cay trong. Thần linh quyền năng xin Ngài hãy đến đổ phước thiền trong lòng này, lòng con cay trong. Thần linh quyền năng xin Ngài hãy đến, xin Ngài hãy đến sức dầu mới trên con, lòng con cay trong. Amen. Thần linh quyền năng xin Ngài hãy đến đổ phước thiên trong lòng này. Chúng ta tiếp tục nói với Đức Thánh Linh với những lời của bài hát này. Xin Chúa cho con rời đại hội, nhưng con không rời xa Chúa. Cho con rời đại hội, tạm biệt anh em của chúng con, nhưng chúng con không tạm biệt Chúa. Chúng con không sống xa cách Chúa nữa, vì linh hồn con mãi luôn cần Ngài. Linh hồn con hướng về Ngài và tìm cầu Chúa mỗi buổi sáng, mỗi buổi trưa, mỗi buổi chiều và mỗi buổi tối. Và chúng con sẽ tìm cầu Chúa, chúng con sẽ cần Chúa bất cứ giây phút nào trong cuộc đời này, Chúa yêu của chúng con.
Và hỡi Thánh Linh yêu dấu, lòng của chúng con cậy trong Chúa. Đó, xin Ngài hãy đến và mỗi ngày sức dầu mới cho mỗi chúng ta. David đã từng nói rằng tôi vui mừng vì sức bằng dầu mới. Và Chúa nói qua lời của Chúa rằng Ngài làm cho sừng của ông ngước cao hơn sừng của con bò tót. Sừng nó lên sức mạnh, nó lên sự vũ khí để chống cự lại sự cám dỗ, sự yếu đuối, sự yếu mòn, sự mệt mỏi. Và những điều đó chỉ đến khi chúng ta được sức dầu từ nơi Chúa mà thôi. Và xin Ngài hãy đến đổ phước thiên cho mỗi một chúng ta, bất cứ chỗ nào chúng ta thờ phượng Ngài. Thần linh Chúa ngự trên con và đầy dẫy, và đầy dẫy trong tâm linh con giờ này. Chúa ơi, Ngài như dòng suối, Ngài như dòng suối, làm con đã khác, làm con đã khác. Như những khó nguy thử thách đang bùa vây con, linh hồn con mãi luôn cần Ngài, mãi luôn cần Ngài. Linh hồn con, linh hồn con đang hướng về Ngài, đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh, đấng hằng yên ủi con, nhờ sức toàn năng, nhờ sức toàn năng Ngài ban cho con, Ngài ban cho con vượt qua khói những khó nguy trong cuộc đời. Thần linh Chúa, thần linh Chúa ngự trên con và đầy dẫy trong tâm linh con giờ này. Chúa ơi, Ngài như dòng suối làm con đã khác. Giữa những khó nguy thử thách đang bùa vây con, linh hồn con, linh hồn con, chúng ta những lời công bố, mãi luôn cần Ngài. Linh hồn con đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh, đấng hằng yên ủi, lòng con cậy trông, lòng con cậy trông. Thần linh quyền năng, xin Ngài hãy đến sức dầu mới trên con. Amen. Lòng con cậy trông, thần linh quyền năng, xin Ngài hãy đến đổ phước thiên trong lòng này. Lòng con cậy trông, lòng con tắt một lời công bố, thần linh quyền năng, xin Ngài hãy đến sức dầu mới trên con. Lòng con cay trong, thần linh quyền năng, xin Ngài hãy đến đổ phước thiên trong lòng này. Xin Ngài hãy đến sức dầu mới trên con. Lòng con cay trong, thần linh quyền năng, xin Ngài hãy đến đổ phước thiên trong lòng này. Xin Ngài hãy đến đổ phước thiên trong lòng này. Hallelujah. Chúa Thánh Linh yêu dấu của chúng con, Ngài là nguồn trông cậy của chúng con. Ngài là đấng mà chúng con không thể và mãi mãi không thể xa rời Ngài, Chúa ơi. Vì Ngài là linh của sự tốt lành,
Ngài là thần linh lương thiện, Ngài là đấng đầy dẫy quyền năng của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu đã từng nhân danh Cha, nài xin Cha để Sa-ta-lên đến để ở trong và ở với chúng con, để trở thành nguồn trông cậy muôn đời cho cuộc đời của chúng con. Chúa, con biết rằng trên con đường chúng con đi với Chúa hầu việc Ngài, ở giữa thế gian tăm tối này, và Chúa nói chúng con hãy đơn sơ như rắn và khôn ngoan như chim bồ câu. Đơn sơ như chim bồ câu và khôn ngoan như rắn, lại Chúa có cầu nguyện, xin Chúa giúp đỡ chúng con, để chúng con luôn luôn lệ thuộc thánh linh của Chúa. Xin giúp chúng con để linh hồn của chúng con mãi luôn cần Ngài. Xin đừng để một giây phút nào linh hồn của chúng con xa cách Ngài, Chúa ơi. Xin cho linh hồn của chúng con mãi luôn cần Ngài, và xin giúp đỡ cho linh hồn của chúng con mãi luôn hướng về Ngài, Chúa ơi. Linh hồn con mãi luôn cần Ngài, linh hồn con đang hướng về Ngài. Hỡi Chúa Thánh Linh, đấng hằng yên ủi con, lòng con cay cho thần linh quyền năng. Xin Ngài hãy đi sức dầu mới trên con, lòng con cay cho thần linh quyền năng. Xin Ngài hãy đi đổ phước thiên trong lòng này. Xin Ngài hãy đến. Amen, amen. Chúa Thánh Linh ơi, hallelujah. Đổ phước thiên trong lòng này. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Xin trân trọng kính mời mục sư Nguyễn Lê Thịnh cầu nguyện, chia sẻ và hướng dẫn hội chúng trong sự cầu nguyện sáng hôm nay. Tôi tin rằng tất cả chúng ta thật là được phước ở trong những ngày qua. Điều quan trọng đó là chúng ta thật sự là nhận được cái sự chuyển tải từ nơi Chúa. Tôi muốn quý vị cùng với tôi một lần nữa, trước khi mà chúng ta sẽ lắng nghe lời của Chúa để khích lệ chúng ta cầu nguyện ở trong giờ phút này, một lần nữa chúng ta sẽ thờ phượng Chúa một bài hát cũng lâu rồi, nhưng mà thật sự là nó không có cũ. Và bài hát này giống như là một lời tuyên bố của chúng ta trong giờ phút này. Không phải là Chúa chỉ đang hiện diện ở đây, mà Chúa đang hiện diện ở đây. Amen không ạ? Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin hãy chạm đến chi tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa. Lòng con đây như đã khô hàng, chờ đợi cơn mưa thánh linh Ngài.
làm tươi mới tâm linh đang mòn mỏi. Lòng con đây như đất khô hằn, chờ đợi cơn mưa thắt lên ngài, làm tươi mới tâm lòng đang khát khao. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây, thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin hãy chạm đến trên tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa. Lòng con đây như đất khô hằn, chờ đợi cơn mưa thắt lên ngài, làm tươi mới tâm linh đang mòn mỏi. Lòng con đây như đất khô hằn, chờ đợi cơn mưa thắt lên ngài, làm tươi mới tâm lòng đang khát khao. Lòng con đây như đất khô hằn, chờ đợi cơn mưa thắt lên ngài, làm tươi mới tâm lòng đang khát khao. Việt Nam đây như đất khô hằn, chờ đợi cơn mưa thắt lên ngài, làm tươi mới tâm lòng đang khát khao. Xin mọi người cùng nói amen. 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 Hallelujah. Xin mời ngồi ạ. Cảm ơn Chúa, xin chào tất cả những cái người mà trung tín với Chúa. Và trung tín á, trung tín thì chắc chắn nhận được cái phần thưởng từ nơi Chúa. Amen không ạ? Sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em trong một cái chủ đề. Đó là cầu nguyện, có nghĩa là tỉnh thức, là canh giữ và là trông đợi Chúa. Thật sự ngày hôm nay là khi mà chúng ta bước đi theo Chúa đó, thì đáng lý ra thì mỗi một người chúng ta đã trầm luân đời đời rồi. Khi mà chúng ta nói về cái sự trầm luân, nghĩa là giống như chúng ta không có thể mà có mặt với nhau ở trong ngày hôm nay. Nghĩa là chúng ta không còn có hy vọng nữa, mãi mãi không có hy vọng nữa. Nhưng mà Chúa đã cho chúng ta có hy vọng mãi mãi ở nơi Ngài. Và cái đặc ân lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta, cho tất cả mọi người chúng ta, đó là cái mối liên hệ với Ngài. Đối với tôi, khao khát Chúa ngày hôm nay, Chúa phấn hưng hội thánh của Chúa, nghĩa là xin Ngài phục hồi lại mối quan hệ cho mỗi chúng ta. Nhiều khi ở giữa chúng ta, ở trong chúng ta, hội thánh của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có thể có nhiều điều, nhưng điều quan trọng mà Chúa cần tìm, mà Chúa muốn thấy, đó là cái mối liên hệ với Chúa. Cầu nguyện đó là một cái điều mà chúng ta nói, đó là chúng ta What? Nếu mà người thông dịch chắc không đủ thì giờ. Có không à? Có phải chờ không à?
Tôi rất là yêu mến tất cả quý vị, là những cái người mà mỗi một năm tôi được gặp lại ở tại đây, cũng như là rất là nhiều người mà tôi đi đến nhiều nơi và mà tôi được gặp họ ở trong cái sự cầu nguyện, được gặp họ trung tín ở trong những cái mà giống như những cái thì giờ mà chúng ta gọi là giống như là xây một cái ngôi thi ân cho Chúa ở tại nơi đây. Đối với chúng ta thờ phượng Chúa đó thì giống như là một cái dòng sông sự sống của Đức Thánh Linh. Nó không có một cái giống như một cái bài bản nào hết đó. Nhưng mà khi hơi thở của Chúa đến, khi dòng sông của Chúa tuôn chảy ở trên chúng ta đó, thì đó là một cái dòng sông mà tôi nghĩ rằng là không có ngừng. Đôi khi mà quý vị nghe tôi chia sẻ lời Chúa, hoặc đang khi mà một sư sĩ hướng dẫn quý vị cầu nguyện hay là ai đó làm điều gì đó, thì Thánh Linh hơi thở của Ngài đang chuyển động, đang vận hành ở trong quý vị. Quý vị có thấy điều đó không? Cho nên là khi mà chúng ta được bước đi ở trong mối thông công với Ngài, trong sự hiện diện của Chúa, thì giống như nó là dòng sông sự sống tuôn chảy không dứt. Và nó giống như là chúng ta không biết là lúc nào nó ngừng, nhưng mà có một điều là dù nó ngừng hay là chưa ngừng, nhưng mà dòng sông nó cứ chảy ở trong chúng ta. Và cho dù mà chấm dứt cái buổi nhóm này, chấm dứt cái thì giờ này rồi đó, thì chúng ta vẫn có một cái mối thông công mật thiết với Ngài. Chúng ta vẫn đó, chúng ta vẫn đứng đó, chúng ta vẫn đi ra, chúng ta vẫn đi tới đi lui, nhưng mà dòng sông sự sống vẫn đang tuôn chảy ở trong chúng ta. Chúng ta vẫn nghe, chúng ta vẫn có thể đối đáp với Ngài, và chúng ta từng trải được cái sự hiện diện của Ngài. Và chúng ta nói một điều rằng, khi mà chúng ta kinh nghiệm hay là chúng ta từng trải sự hiện diện của Chúa ở trên đời sống của Ngài, của mình, thì có nghĩa là chúng ta có mọi điều. Khi chúng ta có Ngài là chúng ta có mọi điều. Amen không ạ? Tôi có phải đợi không? Nếu không là chúng ta rất là mất thì giờ. Chúng ta đã nói với nhau về cái sự cầu nguyện. Bởi vì tôi là, đây là một cái điều mà tôi hay nói vui, đó là đặc sản. Đặc sản bởi vì đó là cái điều mà giống như Chúa đặt để ở trong tôi. Khi tôi được cứu là bởi lời cầu nguyện. Người mẹ của tôi lúc đó chưa tin Chúa, nhưng mà bà đã cầu nguyện cho tôi. Rồi bà nói với hội thánh của Chúa là: xin hỏi cầu nguyện cho con trai của tôi. Bởi vì quý vị biết không, lúc đó tôi nghiện ma túy, lúc đó tôi nghiện rượu chè, và tôi té ngã ở trên những đường phố, không ai biết, không ai nâng đỡ hết. Một trong những câu kinh thánh duy nhất mà tôi có được, tôi biết được và tôi gắng sức để kêu cầu với Ngài, đó là: Chúa ơi, hãy Ngài yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng, và hãy ai đến với Chúa thì Chúa không bao giờ bỏ ra ngoài. Và trong amen, và trong những cái lúc như vậy đó, thì tôi luôn luôn khẩn cầu với Chúa. Tôi chỉ biết có điều đó không? Có ai nghĩ, có ai ngờ rằng một con người sai, một con người phê, mà té lên té xuống, mình mẩy đầy máu me hết, mà nói với Chúa rằng Ngài đã yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Và vậy mà Chúa không có bỏ, và vậy mà tôi có mặt ở đây. Và tôi tin rằng những ai mà đang ngồi ở đây đó, thì cho dù quý vị như thế nào, ra làm sao không quan trọng. Quan trọng là Chúa yêu quý vị, và tình yêu đó thì không bao giờ thay đổi. Và có một điều quan trọng mà chúng ta nói ở đây là Ngài đến trần gian này chẳng những để cứu chúng ta, mà Ngài muốn có với chúng ta, Ngài muốn thiết lập với chúng ta một cái mối quan hệ. Ngài ở trong chúng ta, Ngài hiện diện ở trong chúng ta. Có một lần ở trong đời của tôi vấp ngã, tôi tuyệt vọng lắm. Thình lình hội thánh đến thăm viếng chúng tôi. Và khi cửa mở ra, thì quý vị biết không, họ đã đứng trước cửa nhà tôi. Họ thờ phượng Chúa. Quý vị biết họ thờ phượng Chúa bài gì không? Đưa hai tay lên cao, tôi thờ phượng Chúa. Ô, từ đó cái bài thánh ca đó giống như là đeo đuổi tôi. Từ đó cái bài thánh ca đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Và khi mà tôi nghe họ thờ phượng như vậy, quý vị biết không, xung quanh tôi, mọi người ở bên hàng xóm cũng như mọi người đi ở ngoài đường đó, họ ngó, rồi họ đứng lại, rồi họ lắng nghe. Và tôi tin rằng họ bị bắt phục. Chính tôi còn bị bắt phục nữa mà. Từ cái chỗ tuyệt vọng, từ cái chỗ ngã lòng, từ cái chỗ không còn hy vọng nữa, mà qua cái sự thờ phượng Chúa của hội thánh Chúa đã nâng vực, đã đem tôi trở lại. Đối với tôi, cầu nguyện đó giống như là một cái của lễ. Mà của lễ đó Chúa đòi hỏi là phải có đức tin. Có nhiều người cầu nguyện mà không có đức tin, bởi vì họ không biết hay là họ chưa có lời hứa của Chúa. Giống như nhiều lần mà chúng ta học ở tại nơi đây, giống như ông Samuel vậy đó. Ông đến ở trong sự hiện diện của Chúa mà ông không biết là có Chúa, bởi vì Chúa chưa tỏ lời của Ngài cho ông. Vì vậy mà ông chưa biết Ngài. Hay nói một cách khác, nghĩa là
Chúa đã không làm thành điều mà Chúa đã hứa, hoặc là Chúa không tỏ chính mình Ngài qua lời của Chúa cho ông, nên vì vậy mà giống như ông chưa biết Ngài. Đối với chúng ta, khi chúng ta đến với Chúa thì của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là phải có đức tin. Nếu như không có đức tin thì không thể nào ở đẹp lòng Ngài. Cho dù quý ông bà anh chị em làm điều gì, nói điều gì, cầu nguyện hay giảng dạy hay làm bất cứ điều gì mà không bởi sự dẫn dắt, không có cái lòng tin nơi Chúa để được Ngài hướng dẫn, thì điều đó vô nghĩa ở trước mặt Ngài. Và sáng hôm nay cho phép tôi được khích lệ quý vị, đó là luôn luôn hãy nhớ rằng khi chúng ta đến gần Chúa, hãy đoan chắc một điều, chúng ta phải cam chắc một điều rằng chúng ta có lòng tin mãnh liệt ở nơi Ngài, những gì mà Ngài hứa với chúng ta, và chính những cái điều gì mà Ngài đã phán hứa với chúng ta đã thu hút chúng ta để bước vào ở trong sự hiện diện với Chúa. Và chúng ta nhớ lại cái điều mà tác giả thơ Hebrew nói với chúng ta, đó là Abel với Cain đó cũng đã dâng một cái của lễ. Nhưng của lễ của Abel khác của lễ của Cain, đó là của lễ của ông được dâng lên bằng đức tin. Vì vậy mà những cái gì mà chúng ta dâng lên cho Ngài, nếu không có sự hướng dẫn, nếu không có sự hà hơi, nếu không được Ngài dẫn dắt thì không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện ngày hôm nay của chúng ta khi dâng lên cho Ngài, sự thờ phượng của chúng ta dâng lên cho Ngài, đó không phải là lễ nghi, đó không phải là hình thức, mà bèn là đức tin. Đức tin ở bởi cái sự hiện diện của Chúa ở trong tấm lòng của mình đó, nó giống như là một dòng sông sự sống vậy đó, tuôn chảy, tuôn đổ ở trong đời sống của mình, ở trong tấm lòng của mình. Điều thứ hai đối với tôi mà tôi muốn khích lệ quý vị đó, cầu nguyện không những chỉ là tin cậy thôi, mà lại còn là vâng phục nữa. Nghĩa là đầu phục Chúa hoàn toàn. Sứ đồ Giăng có nói là ai tin con, ai vâng phục con thì có cái sự sống đời đời. Tin cậy, vâng phục đi đôi với nhau. Khi chúng ta đến với Chúa ở trong giờ phút này, chúng ta có thật sự là đầu phục Chúa, vâng phục Chúa ở trong mọi điều khi mà Ngài phán với chúng ta hay không? Người ta nói rằng như thế này, ngày hôm nay rất dễ để mà chúng ta để cho con người nó chạm đến, hay là tôn giáo chạm đến những cái nơi sâu kín ở trong lòng của chúng ta, nhưng mà chúng ta không để cho Chúa chạm đến ở trong lòng của mình. Nhiều người chúng ta vẫn hát cái bài thánh ca rằng chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, nhưng mà chúng ta không chịu thay đổi, chúng ta không chịu vâng lời của Ngài. Chúng ta có thể nghe nhiều điều, biết nhiều điều, nhưng mà chúng ta không chịu thay đổi bởi lời của Ngài. Và nếu như mà chúng ta vâng phục Ngài đó, thì chúng ta mới có thể mà thấy được cái sự giúp đỡ ban phước từ nơi Ngài. Giống như tôi tớ của Chúa đã chia sẻ với chúng ta rằng đường lối của Chúa đó là muốn chúng ta phải đầu phục Chúa. Chúng ta phải đi qua ginh ganh, chúng ta phải đi qua nhiều chỗ. Nghĩa là đôi khi chúng ta phải đi qua những cái chỗ mà nổi loạn, chống đối. Mà đôi khi mình chống đối Chúa nữa, đôi khi mình xác thịt nữa, mình có những cái tánh xác thịt. Phải đi qua, phải đi theo con đường lối của Chúa mà mình phải vâng phục. Và nếu như không vâng phục thì mối thông công của chúng ta với Chúa không thể ngọt ngào được. Và sự hiện diện của Chúa đó thì không thể nào giống như là đầy dẫy ở trong chúng ta. Có thể là có lúc này, nhưng mà lát nữa bước ra cái ngoài kia thì không còn nữa. Điều kế tiếp nữa tôi muốn khích lệ quý vị ngày hôm nay trước khi chúng ta cầu nguyện nữa, đó là cầu nguyện nghĩa là chúng ta đáp ứng với những gì mà Chúa phán với chúng ta. Hay nói một cách khác nghĩa là giống như là chúng ta hồi nãy chúng ta nói là vâng phục đó. Những gì mà chúng ta nghe, những gì mà chúng ta được biết, những gì mà chúng ta biết chắc chắn rằng đó là điều mà Chúa phán cho chúng ta đó, thì chúng ta phải đáp ứng với Ngài. Hội thánh của Chúa ngày hôm nay, nhiều con cái của Chúa bước đi theo Chúa, sự thất bại của đời sống của chúng ta là đã không nhạy bén, đã không nhận biết sự vận hành của Chúa, sự chuyển động của Chúa, nên vì vậy chúng ta không thể đáp ứng được. Thánh Linh của Chúa chuyển động, Thánh Linh của Chúa vận hành, Thánh Linh của Chúa bày tỏ, nhưng mà chúng ta không đáp ứng. Chúng ta không biết được Ngài nói với chúng ta lúc nào, Ngài dạy chúng ta là làm sao. Bởi vì chúng ta đã không luôn luôn có một thái độ giống như những lần trước chúng ta đã nói với nhau trong câu chuyện Samuel, đó là lạy Chúa có con đây, xin hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe. Nghĩa là lúc nào cũng phải trực sẵn, lúc nào cũng phải sẵn sàng. Dù chúng ta đứng ở đâu, chúng ta làm gì, nhưng mà tâm linh của chúng ta, tấm lòng của chúng ta luôn mong mở ra để mà khát khao Ngài. Một điều cuối cùng ở trong cái phần khích lệ cho cái sự cầu nguyện này, thì tôi muốn nói một điều, đó là sự cầu nguyện của chúng ta ngày hôm nay, đó là một cái thái độ hay là một cái hành động, đó là chúng ta canh giữ.
có hai cái hình ảnh đẹp ở trong Kinh Thánh mà tôi rất là thích và đối với tôi rất là ấn tượng. Khi tôi nghe con gái của tôi, cháu còn lúc mà thiếu nhi đó, cháu học cái đoạn Kinh Thánh đó, học thuộc lòng để thi viết ở trong hội thánh, thì sứ điệp của Chúa cũng như hình ảnh của Chúa đã đến với tôi. Ai ở trong quý vị cũng nhớ cái câu chuyện Giáng sinh nó được chép ở trong Luca đoạn thứ 2. Câu chuyện được chép như thế này: vả ở trong miền đó có những gã chăn chiên thức đêm trú ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên của mình. Mấy câu ngắn ngủi đó nói về cái việc mà những gã chăn chiên ở ngoài đồng thật sự đem lại cho tôi rất là hình ảnh, sự dạy dỗ rất là nhiều. Và câu chuyện thứ hai, khi Chúa Giêsu rời khỏi các môn đồ, Ngài để lại cho họ một hình ảnh, một sự dạy dỗ mà ngày hôm nay thật là ấn tượng và đang đeo đuổi tôi. Và tôi muốn chia sẻ lại quý vị trong giờ phút này, đó là câu chuyện về 10 người nữ đồng trinh. Và bởi vì đã có 5 người hay là có một phân nửa người đã không sẵn sàng để mà nghinh tiếp Chúa. Như vậy khi chúng ta cầu nguyện, nghĩa là chúng ta canh giữ cái điều mà Chúa hứa với chúng ta. Đừng để kẻ thù cướp mất, đừng để bất cứ một ai cướp mất những cái gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Phải nắm cho thật chặt, đừng có để mất cái khải tượng, mất cái lời hứa của Chúa. Hễ chúng ta mất cái đó mới thật sự là mất tất cả đó. Bởi vì khi chúng ta có lòng tin cậy nơi Chúa, khi chúng ta có khải tượng từ nơi Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta đang sống siêu nhiên và bước đi một cách siêu nhiên. Chúng ta sống với khải tượng, sống với đức tin mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta. Vì vậy đừng có rời bỏ, đừng có nao núng, đừng có dời chuyển. Dù cho có thể nhiều khi chúng ta bị té ngã, nhưng mà giống như ngày hôm qua tôi tới Chúa nói đó, là quan trọng là lúc chúng ta đứng lên. Quý vị có thể bị sàn sảy rất là nhiều, có đôi khi quý vị bị khước từ nữa, không ai hiểu quý vị hết. Đôi khi vợ hoặc chồng của mình cũng không hiểu mình được, không quan trọng. Quan trọng là nắm giữ khải tượng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Giống như là Joseph, giống như là cái bàn tay của chúng ta, mỗi người có một vân tay khác nhau, thì cũng vậy, mỗi người có một khải tượng khác nhau. Cha mẹ, vợ con, chồng con mình không ai hiểu được khải tượng của mình, nhưng Chúa hiểu, mình hiểu. Amen. Và mình phải nắm cho thật chặt, đừng có buông bỏ khải tượng và đức tin mà Chúa đã gọi mình. Hễ khi nào chúng ta buông bỏ, đó là chúng ta buông bỏ những điều siêu nhiên, chúng ta không thể nào kinh nghiệm được cả. Đi tới một điều nữa, tôi muốn hỏi quý vị ngày hôm nay là đa số ở trong chúng ta ngày hôm nay, quý vị hiện nay thường thường quý vị cầu nguyện điều gì? Cho tôi nghe một hai ý kiến đi. Cầu nguyện điều gì ạ? Dạ. Dạ, cảm ơn Chúa, điều đó rất là đúng. Nhưng mà cho tôi nói trong một ý nghĩa thuộc linh ở trong lời Chúa nha quý vị. Chúng ta cầu nguyện cái điều mà chúng ta nghe Chúa nói. Chúng ta nói cái điều mà chúng ta nghe từ nơi Chúa. Tôi nói với nhiều anh chị em khi nghe tôi chia sẻ lời Chúa, tôi nói là tôi giảng cái điều mà tôi cầu nguyện. Tôi cầu nguyện cái điều tôi giảng. Nên tôi khích lệ quý vị ở trong giờ phút này, có nhiều điều mà Chúa cho chúng ta thấy. Nhưng nếu như chúng ta không, Ngài không mặc khải, hay là Ngài không ban lời hứa cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không biết cách chi để cầu nguyện. Phải được Ngài hứa. Giống như ai đó mà tôi đã từng nói với quý vị là ký cho chúng ta một cái tờ check. Và khi chúng ta có một cái ngân phiếu đó, thì chúng ta mới có cái quyền để có thể nhận lãnh cái số tiền đó ở nơi ngân hàng. Nếu như không có lời hứa của Chúa thì chúng ta không thể nhận được. Mà muốn có lời hứa thì chúng ta phải đến gần Chúa để trải nghiệm sự hiện diện của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Chỉ có cái mối thông công với Chúa mới giúp chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện và giống như là phát triển cái sự hiện diện của Chúa ở trên đời sống của mình. Đánh mất đi cái mối thông công nghĩa là đánh mất sự hiện diện của Chúa ở trên đời sống của mình. Amen không ạ? Quý vị hiểu kịp điều tôi chia sẻ quý vị không? Và giống như là các tôi tớ của Chúa ngày xưa như Abraham đó, sau khi mà Chúa đã phán với họ rồi, họ cầu nguyện y như điều Chúa nói vậy đó, và họ nói rằng tôi đây là tôi tớ của Chúa, xin khoan đi đã,
hãy chờ để tôi dâng cho Chúa một cái của lễ. Và của lễ đó thật sự điều quan trọng ẩn tàng, giống như chúng ta nói về câu chuyện A Bên vậy đó. Của lễ đó nói lên là đó là con có đức tin ở nơi Ngài, và con xin Ngài làm thành cái điều mà Chúa đã hứa với con. Ở trong Tân Ước thì chúng ta thấy khi mà Mary nghe thiên sứ của Chúa nói về việc mà bà sẽ sanh cho một đấng Messi, thì Mary đã nói như thế nào? Tôi đây là tôi tớ của Chúa, xin Chúa làm ứng nghiệm như điều mà Chúa đã phán cho kẻ tôi tớ của Chúa. Amen không ạ? Mà quý vị đã thấy kịp chưa? Nên vì vậy đó, lúc mà Chúa hiện diện, đó là lúc có một cái sự chuyển giao. Lúc mà Chúa bày tỏ chính mình Ngài, đó là lúc mà Chúa phán. Và vì vậy hãy khát khao trong mong để mà Ngài bày tỏ chính mình Ngài qua lời của Ngài cho chúng ta. Có Ngài là có tất cả. Điều đó có nghĩa là có gì không quan trọng, có lời Chúa mới quan trọng. Có lời Chúa chưa hẳn đã nhận được cơ nghiệp, giữ vững lời Chúa mới nhận được cơ nghiệp. Amen không? Amen. Điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta có mối thông công với Chúa, có lời của Chúa, chúng ta mới biết cách cầu nguyện. Điều đó cho chúng ta thấy rằng đó là chúng ta đang giống như là sống ở trong một cái bầu không khí thuộc linh. Hãy luôn luôn để cho đời sống của chúng ta, tâm trí của chúng ta, hay là buổi nhóm của chúng ta ở trong bầu không khí thuộc linh, nghĩa là ở trong sự hiện diện của Chúa, ở trong mối thông công với Ngài. Một điều cuối cùng tôi hỏi quý vị là quý vị trông mong cái gì khi quý vị cầu nguyện? Cho tôi nghe một hai ý kiến. Dạ, dạ amen, tôi nghe rồi. Câu này chính xác, đó là chúng ta mong mỏi Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Hay nói một cách khác nghĩa là Chúa bày tỏ chính mình Ngài qua cái điều mà Chúa hứa. Vì vậy sau khi mà Chúa đáp lời chúng ta biết là chúng ta nói rằng giống như Gióp nói rằng xưa tôi nghe, lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, bây giờ tôi đã biết Chúa. Biết Chúa qua lời của Ngài. Biết Chúa khi Chúa tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Điều quan trọng đó là chúng ta trông mong Chúa, bởi vì khi Ngài làm như vậy đó là mọi cái sự cầu nguyện, những sự cầu nguyện của chúng ta là mong mỏi một điều duy nhất, đó là Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Amen. Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Đấy, Miko cầm luôn ha. Đức Chúa Trời trông mong cái sự cầu nguyện của chúng ta. Như vậy tôi hỏi quý vị là ngược lại Đức Chúa Trời mong cái gì khi chúng ta cầu nguyện? Chúng ta thì trông mong Chúa bày tỏ chính mình Ngài. Lẽ tất nhiên là cũng mong mọi cái sự giải cứu giúp đỡ đến lắm, mọi ơn phước đến lắm. Nhưng mà điều quan trọng đó là trông mong chính mình Ngài. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi quý vị một điều nữa, đó là Đức Chúa Trời mong gì khi chúng ta cầu nguyện? Dạ, cũng gần đúng thôi. Nhưng mà có lẽ là tôi chưa nghe những câu nói khác. Nhưng mà tôi tin tưởng một điều rằng quý vị là những người cầu nguyện. Đức Chúa Trời đã dạy dỗ quý vị rồi. Bây giờ cho tôi nói nha. Đức Chúa Trời trông mong cái sự cầu nguyện của chúng ta, hay là Đức Chúa Trời tìm kiếm nơi chúng ta, đó là đức tin. Không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Khi con người đến ở trên mặt đất này, há không thấy đức tin chăng? Có nhớ chỗ đó không? Dạ, Luca đoạn thứ 18 câu thứ 7. Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người được chọn là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài? Người ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Nhưng khi con người đến, há không thấy đức tin ở trên mặt đất chăng? Làm gì làm? Có nhiều tiền dâng lên cho Chúa, điều đó là tốt. Chúng ta dâng thì giờ dâng nhiều điều lắm. Nhưng mà Chúa muốn tìm thấy đức tin qua những điều mà chúng ta đang làm. Rủ người ta đi cầu nguyện, tốt lắm. Khích lệ mọi người kiêng ăn cầu nguyện. Nhưng nếu mà không có đức tin, mọi người không có đức tin, không được Chúa dẫn dắt, thì điều đó không đẹp lòng Chúa. Ai đưa Đức Chúa Giê-xu vào đồng vắng quý vị? Thánh Linh đã đưa Đức Chúa Giê-xu vào đồng vắng. Ai đưa Ê-xê-chiên vào trũng hài cốt khô? Thánh Linh của Chúa. Nếu không được Ngài dẫn dắt, không đẹp lòng Chúa.
Roma đoạn 8 nhắc lại cho chúng ta nhớ rằng là hết thảy những người nào được Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt, đó mới thật sự là con của Chúa. Amen, hallelujah. Để kết luận, tôi muốn nói với quý vị điều này. Ai chưa có những gì mà chúng ta cùng nhau khích lệ nãy giờ, hay là đã có rồi mà đã bị đánh mất, thì chúng ta, thì giờ này đó là thì giờ mà chúng ta làm mới lại. Thì giờ này là cơ hội của chúng ta. Và cái câu kinh thánh mà tôi muốn được khích lệ quý vị nằm ở trong Hebrew đoạn 10 câu thứ 23. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì đấng hứa cùng chúng ta là thành tín. Những gì mà Chúa hứa với quý vị á, phải cất cho thật kỹ nha. Hay nói một cách khác nghĩa là phải cầm giữ cho thật chắc. Dầu người ta xô chúng ta ngã, dầu mọi điều làm cho chúng ta bị dời lại, nao núng, mất gì thì mất, đừng có đánh mất lời hứa của Chúa. Hãy ghi nhớ những cái gì mà Chúa nói với mình. Và phải đoan chắc một điều. Và bởi vì Đức Chúa Trời có phán với chúng ta rằng Ngài là thành tín. Loài người có thể nói dối, nhưng Đức Chúa Trời chẳng phải là con loài người để nói dối chúng ta. Chắc chắn không? Amen không? Loài người có thể nói dối, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ nói dối. Có phải cuộc đời của chúng ta từ ngày đi theo Chúa cho đến bây giờ, chúng ta nói rằng chỉ có chúng ta dối Chúa chứ Chúa đâu có dối chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta thất tín với Ngài, nhưng mà Ngài không có thất tín đối với chúng ta, bởi vì Ngài là thành tín. Nên vì vậy tôi khích lệ quý vị. Tôi không biết ở giữa dòng quý vị ai đó khi nghe điều mà tôi chia sẻ buổi sáng hôm nay, có nhiều người qua những cái sự mà sàn sảy, qua những cái trải qua những biến cố, những thử thách ở trong đời, ai cũng phải trải qua hết, không có ai miễn trừ đâu. Đó là đường lối của Đức Thánh Linh. Nhưng mà đừng bao giờ đánh mất những cái gì mà Đức Chúa Trời đã phán với mình. Nhưng mà xin hỏi là quan trọng là từ ngày quý vị đi theo Chúa, có được Chúa bày tỏ chính mình Ngài qua lời của Ngài chưa? Và đó mới là quan trọng. Giống như nãy giờ chúng ta nói rồi, có lời của Chúa rất là quan trọng. Khi tôi trải qua nhiều cái năm tháng, phải nói là đầy cái sự tuyệt vọng, tôi cũng giống như tất cả quý vị thôi, tôi cũng chỉ là con người. Nhưng có một câu chuyện đó, mà tại vì nhân cái ngày mà Hà Nội chuẩn bị cho một cái chương trình festival mà tôi tới của Chúa, là con trai của mục sư Billy Graham đến để truyền giảng. Cuộc đời của tôi đã bị bắt phục bởi cái câu chuyện về cuộc đời của mục sư tiến sĩ Billy Graham. Tôi đã nghe biết về cuộc đời của ông rất là nhiều. Nhưng ngày hôm đó, cái diễn giả mà giảng lời của Chúa đó, thì ông nói với chúng tôi, và tôi đã khóc suốt nhiều giờ đồng hồ. Rồi khi mà tôi gặp ai đó, tôi kể lại cho ai nghe đó điều đó, tôi cũng tiếp tục khóc nữa. Chỉ có bây giờ là không còn khóc nữa thôi, tại vì điều đó nhiều năm rồi. Nhưng mà tôi vẫn nói. Đó là khi mà Billy Graham trải qua nhiều cái hoạn nạn, bị người ta khước từ, thì ông nói như thế này: tôi, Billy Graham, muốn cho cả thế giới biết rằng tôi tin cậy Đức Chúa Trời. Tôi sẽ trung tín với lời của Chúa, trung thành với sự kêu gọi của Ngài, và chung thủy đối với gia đình của mình. Quý vị biết không? Bởi vì tôi biết, tôi biết hoàn cảnh của ông. Tôi đã nghe biết rồi. Và khi vị mục sư đó kể cho tôi nghe những điều này, thì tôi không biết những người khác làm sao. Tôi khóc đến nỗi mà không có đi ăn trưa nữa. Tôi trốn ở trong phía sau đó để tiếp tục khóc. Tại vì càng khóc càng thấy thích thú lắm. Chúng ta dùng một từ đó là càng khóc càng thấy sướng lắm. Nên ngày hôm nay tôi khích lệ quý vị một điều rằng, phải cầm giữ những điều mà Chúa đã phán với chúng ta không có lay động. Nếu quý vị giữ điều đó ở trong lòng mình, quý vị sẽ bùng cháy cho Chúa. Giữ lời của Chúa có nghĩa là giữ lửa đó. Mà Chúa đến đó, thì Chúa thích những ai mà giữ lời của Chúa lắm. Người nào có lời của Chúa ở trong lòng, Chúa sẽ ban phước, Chúa sẽ dấy chúng ta lên. Ai có lời của Chúa, người đó sẽ được Chúa dấy lên.
Ê-sai nói với chúng ta rằng sự tối tăm sẽ vây phủ khắp đất này, nhưng mà thần linh của Chúa, sự sáng của Chúa đã mọc lên ở trên chúng ta. Vì vậy hãy dấy lên và sáng lè ra. Mọi người cùng nói đi ạ. Dấy lên và sáng lè ra. Bây giờ xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên ở trong cái sự cầu nguyện. Sau khi mọi người cầu nguyện riêng tư rồi, tôi tin rằng đang khi quý vị nghe lời Chúa đã cầu nguyện rồi, đã được kích lệ rồi, mỗi người xin hãy tiếp tục cầu nguyện ít phút. Sau đó chúng ta sẽ rời hàng ghế của mình một lần nữa, bởi vì không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ tạm biệt nhau. Rồi nếu Chúa muốn thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong năm sau. Nhưng mà nếu Chúa muốn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau gặp Chúa ở trên nước của Ngài. Amen. Chúng ta có một cái hẹn, nhưng mà đừng trễ hẹn nha. Có một cái hẹn đó là gặp Chúa ở trên kia. Nhớ nói với người bên cạnh của mình là chúng ta hẹn gặp ở tại Sion. Khi người Do Thái mà họ đến với nhau đó, họ nói với chúng ta, họ nói với nhau rằng hẹn gặp ở tại Jerusalem. Còn khi chia tay nhau rồi, xin lỗi, khi mà họ gặp nhau thì họ nói rằng Salom. Và khi chia tay thì họ nói rằng hẹn gặp ở tại Jerusalem. Nói với người bên cạnh đi quý vị. Salom. Salom. Mạnh mẽ lên. Salom. Rồi một câu nói nữa. Hẹn gặp tại Jerusalem. Hẹn gặp Jerusalem. Nhớ nha, đừng trễ hẹn. Xin bắt đầu trong sự cầu nguyện. Tiếp tục giữ sự hiện diện của Chúa, chúng ta cùng nhau tranh thủ tiến lên phía trước này. Một lần nữa chúng ta nắm tay nhau lại để thưa với Chúa, và chúng ta xác nhận với nhau rằng chúng ta là một ở trước mặt Chúa. Và sau đó xin nhường lời cầu nguyện cho mục sư Ngô Tấn Sĩ sẽ thay cho chúng ta trong sự cầu nguyện. Mọi người xin hãy nắm tay nhau. Và với hành động nắm tay này, chúng ta nói với chúng ta là một. Với hành động này, chúng ta sẽ liên hiệp tất cả những người Việt Nam ở tại Hoa Kỳ, ở khắp thế giới, cũng như người Việt Nam ở tại Việt Nam sẽ là một. Amen không ạ? Xin hãy nhớ tôi nói lại nha quý vị. Sự nắm tay của chúng ta trong giờ phút này có một hành động đức tin, đó là liên kết hội thánh của Chúa làm một lại với nhau. Dù chúng ta ở rải rác khắp nơi, nhiều nơi ở trên thế giới, dù chúng ta phải chia cách đối với người Việt Nam của chúng ta ở trên đất nước này, ở trên đất này, nhưng mà bởi sự nắm tay của chúng ta trong giờ phút này, cũng như lời cầu nguyện của chúng ta, đó là chúng ta là một, không gì có thể phân rẽ cả. Chính tình yêu của Đức Chúa Trời không có phân rẽ chúng ta. Amen. Nhớ là không khoảng trống nha. Tôi xin nhường micro lại cho mục sư Sĩ để tôi bước xuống sẽ cầu nguyện với quý vị. Hallelujah.
Hallelujah, Shalom. Oh, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom. Hallelujah, Katoko Sakatoko Sakataka Samataka Sakatiki Sikana Mataraba. Second Mamataki Seketa Karabotiki Samanaki Kamati Sataka Sakatakatoro. Hamadakata Kataka Sakataka Ramataki Sakataka Taka Sakataka Sakasatara. Hallelujah. Hallelujah, Katoka Mataka Sataka Sakatakatoro. Ore karababa baba 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 sakata kata karababa sakata 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 sakata. Hallelujah, hallelujah, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, Jehovah Shalom. Hallelujah, các bạn tôi cũng đặt danh của Ngài trên dân tộc Việt Nam của chúng con, Chúa ơi. Ô cũng đặt danh của Ngài trên bản đồ Việt Nam yêu dấu của chúng con, Chúa ơi. Chúng con đặt danh Jehovah Shalom, Đức Chúa Trời của sự bình an trên dân tộc Việt Nam của chúng con. Chúng con đặt danh Jehovah El Shaddai, Đức Chúa Trời toàn năng trên dân tộc của chúng con. Chúng con đặt danh Jehovah Rohi, đang chăn giữ, đang canh giữ trên dân tộc Việt Nam của chúng con. Chúng con đặt danh Jehovah Sikinu là Đức Chúa Trời xưng công chính cho những người tin nhận Chúa Giêsu tại đồng bào Việt Nam của chúng con, Chúa ơi. Chúng con đặt danh Jehovah Shalom, 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 Chúa ơi, trên đất nước Việt Nam của chúng con, trên dân tộc Việt Nam của chúng con. Giờ họ sống bất cứ chỗ nào, Chúa ơi, họ có sự bình an từ Đức Chúa Trời là Cha của mỗi một chúng con, là Cha của Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Trời, sáng nay chúng con hiệp làm một lại với nhau, và Ngài đang nhìn thấy tay của chúng con cầm với nhau. Và chúng con nói với Chúa rằng xin cho tay của chúng con cầm với nhau như nối vòng sự hiệp nhất, những cho lòng của chúng con đang xen kẽ với nhau, Chúa ơi. Cho lòng của chúng con hiệp với nhau, Chúa ơi. Dầu chúng con công bố rằng dầu mỗi một cho chúng con như lời của Chúa nói sáng nay, cho chúng con biết rằng mỗi chúng con có những khải tượng, có những sự kêu gọi khác nhau. Ô, như chi thể tăng thể có trên bàn tay, có ngón tay cái, có ngón tay trỏ, có ngón áp, vân vân và vân vân, thì trong hội thánh của Chúa, trong mỗi một chúng con có sự kêu gọi khác nhau, có khải tượng khác nhau, có sự ước ao khác nhau, nhưng chúng con chỉ có một Cha. Chúng con chỉ có một Chúa Thánh Linh. Vì cái đó, Chúa ơi, xin hãy cho chúng con tôn trọng sự hiện diện của Ngài, cho chúng con tôn trọng danh xưng của Ngài, cho chúng con tôn trọng sự vinh hiển lớn lao của Ngài, mà chúng con hiệp lại vì sự vinh hiển của Ngài, vì danh của Ngài. Chúa ơi, chúng con đều cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam được cứu. Nhưng nếu chúng con không làm một lại với nhau, thì chúng con nói với Chúa rằng Chúa vẫn còn chờ đợi cho đến khi nào Chúa nhìn thấy các tôi tớ, các con dân của Chúa hiệp làm một lại với nhau, Chúa ơi. Hiệp làm một lại với nhau trong tấm lòng, trong công việc, trong lời nói, trong công tác, trong tất cả mọi điều, chỉ vì một điều, đó là dân tộc Việt Nam phải được cứu, Chúa ơi. Chúa ơi, con biết một điều rằng Chúa đang chờ đợi chúng con. Vì đó chúng con cầu nguyện và chúng con tiếp tục công bố hủy phá sự bất hòa, những cái mối không tha thứ trong mối các mối quan hệ, Chúa ơi. Lại Chúa, xin hành động để Chúa yêu dấu của chúng con. Chúng con sẵn sàng rồi. Chúng con sẵn sàng nằm xuống. Chúng con sẵn sàng nằm xuống. Chúng con sẵn sàng hạ lòng xuống rồi, Chúa ơi. Chúng con sẵn sàng đau phục Ngài đây, Chúa ơi. Vì cái đó xin Chúa Giêsu dấy lên trên đời sống của chúng con, cho chúng con được ơn hay chức vụ chúng con lớn lao cỡ nào, thì xin Chúa cho con học sự khiêm nhường như Giăng Baptít, đó là tôi phải bị hạ xuống và bị hạ xuống nhiều hơn nữa để Chúa Giêsu Christ được dấy lên và càng dấy lên trên cuộc đời của tôi. Chúa ơi, con cầu xin Chúa linh của sự khiêm nhường đến từ thánh linh của Chúa và ngành trong con, các tôi tớ của Chúa và toàn thể con dân của anh chị em của chúng con trong đợt đại hội này và những người theo dõi chương trình trực tuyến, Chúa ơi. Cho chúng con hiệp làm một lại vì hai chữ mà ngày và đêm chúng con cầu nguyện, đó là Việt Nam, Chúa ơi. Chúa ơi, xin đặt điều này trong lòng của mỗi một chúng con.
xin đặt điều này, xin khuấy động lòng của chúng con ngay giờ này Chúa ơi, cho chúng con sẵn sàng gác bỏ, cho chúng con sẵn sàng để xuống, cho chúng con sẵn sàng bỏ xuống những cái điều không cần thiết Chúa, để Giêsu Christ được vinh hiển, được tôn cao, được cả sáng Chúa ơi. Là Chúa, điều mà con tiếp tục cầu nguyện đó là xin Chúa cho chúng con giữ cái lời công bố của chúng con không hề chuyển lại. Dù chúng con chưa thấy Việt Nam phục hưng, nhưng xin cho chúng con giữ cái lời công bố Việt Nam phục hưng, Việt Nam phải được cứu. Xin Chúa cho con giữ lời công bố này Chúa ơi, không lay chuyển, không nghi ngờ, không hồ nghi, không vô tín Chúa ơi. Cho chúng con giữ lời này Chúa ơi. Ngay giờ này xin nhắc nhở mỗi một chúng con, cầm chắc, giữ chắc, không hề chuyển lại. Thuận cảnh hay nghịch cảnh Chúa ơi, có như vậy Chúa mới đấng là Đức Chúa Trời của những lời hứa, Ngài sẽ làm thành những lời hứa của Ngài cho chúng con. Lạy Chúa, xin cho con mặc lấy tinh thần của sự đau phục Chúa, vâng phục Chúa, hiệp lại với nhau Chúa yếu của chúng con, để chúng con chào đón Việt Nam phục hưng Chúa ơi. Chúng con tin vào những lời tiên tri cho dân tộc Việt Nam của chúng con, chúng con tin vào những sự tỏ ra cho dân tộc Việt Nam của chúng con. Và chúng con công bố rằng Việt Nam chúng con sẽ là một quốc gia đón nhận cơn mưa cuối mùa một cách lớn lao chưa từng có trong lịch sử của nhân loại này Chúa giáo của chúng con. Vì nơi nào tội lỗi càng gia tăng, nơi đó ân điển càng dư dật Chúa ơi. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài nhắm lời cầu nguyện của chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự nhắc nhở của Ngài qua lời của Ngài sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã nhắm lời cầu nguyện của chúng con. Xin cho chúng con nhắc nhở lẫn nhau, luôn luôn nhắc nhở lẫn nhau, cầm giữ lời hứa của Chúa, cầm giữ sự công bố của chúng con không hề lay chuyển Ngài Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng con chúc phước vì lời của Chúa nói chúng con rằng phước cho mắt các ngươi xem thấy, tai các ngươi nghe được. Và chúng con công bố rằng mắt của chúng con được phước vì sẽ thấy những điều lớn lao mà Đức Thánh Linh sẽ làm trên dân tộc Việt Nam của chúng con. Và tai của chúng con sẽ nghe đồn về những cơn phục hưng khắp nơi trên dân tộc Việt Nam của chúng con. Từ Bắc Trung Nam, cao nguyên, miền biển Chúa ơi, tận sâu xa những cái người sống rất là nghèo đói, thì tại đó sự phục hưng của Chúa cũng thổi đến tại đó Chúa yếu của chúng con. Hallelujah. Và chúng con công bố rằng mắt của chúng con được phước, tai của chúng con được phước. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài. Và chúng con thưa với Chúa rằng có chúng con đây, xin hãy sai chúng con Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì nhờ danh của Chúa Giêsu mà chúng con được cầu nguyện, được tương giao với Chúa Trời. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng vinh hiển về cho Chúa Giêsu. Ngài xứng đáng được ngợi khen, Ngài xứng đáng được chúc tụng, Ngài xứng đáng được tôn thờ, Ngài xứng đáng được cao trọng, Ngài xứng đáng được vinh hiển từ nay cho đến đời đời. Amen. 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 Hallelujah. 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 Có thể lắm những ngày qua chúng ta đã gặp bắt tay với nhau rồi, nhưng mà giờ phút này chúng ta đến với nhau, bắt tay và chúc họ. Nguyện mắt của anh, mắt của cô, mắt của bác sẽ thêm thấy cơn phục hưng trên dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và lỗ tai chúng ta sẽ nghe đồn về những điều lạ lùng mà Chúa làm cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chúng ta đi đến gặp mọi người để bắt tay thông công với nhau. Và lần này tôi đến đây thì tôi gặp hai tôi tớ của Chúa, người dân tộc Mơ Nông. Và tôi rất là vui vì thấy họ trở thành những người hầu việc Chúa. Hallelujah. Yes, Lord.